Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài 7,5 ngày, được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 từ 14/18/8 và đợt 2 từ 24/26/8. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày làm việc để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Toàn cảnh phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, sáng 15 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp, bao gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ trình Quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng trả lời chất vấn về thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan sẽ trả lời chất vấn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản như thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập, đời sống của người nông dân bị ảnh hưởng. Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dự án luật viễn thông sửa đổi, dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi. Về hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88/2014 QS13 và nghị quyết số 51/2017 QS14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Cùng đó là nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021 đến năm 2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn năm 2018 đến năm 2023.